Chào mọi người. Thêm một ngày mới bếp chai kỳ duyên của mình nữa. Thì cái bếp chai ngày hôm nay của kỳ duyên mình là một bữa cơm chiều. Mình sẽ làm cái món giống như cơm pizza vậy đó các bạn. Nó không phải là cơm chiên mà nó cũng không phải là cơm nướng bình thường. Mình sẽ nướng như pizza. Thì cơm thì ngày hôm nay thì mình sẽ có cái hạt đậu nành. Hạt đậu nành tươi mình đã luộc rồi nè mọi người. Giờ mình đãi ra mình lấy cái vỏ. Rồi mình sẽ xào với tỏi nha. Đây là tỏi mình đã băm. Thì cái cơm pizza này là ngày hôm nay là mình làm cho ông xã mình ăn đó. Tại vì cái bữa cơm chiều này là cái bữa cơm dành cho ông xã. Mình thì ít có ăn cơm chiều lắm, mình chỉ ăn một bữa sáng và trưa thôi. Còn chiều mình nhai lặt vặt, có khi cảm giác đói thì mình ăn một chút gì đó, còn không thì thôi mình khỏi ăn. Tại vì mình ăn ít lắm, mình khó tiêu. Thế thì mình sẽ xào cho nó vàng lên, hơi vàng một chút. Để mình sấy với cái hạt đậu nành này nè. Rồi tỏi nó vàng rồi, mình sấy đậu nành nha mọi người. Đậu nành mình sẽ cho vào chảo. Và mình sẽ nêm một ít hạt nêm. Đây là hạt nêm nấm hương. Mình không cần nêm nhiều đâu, mình chỉ nêm cho hạt đậu nó vừa ăn thôi. Mình sẽ lấy một ít để mình làm cơm. Còn cái này là mình sẽ xào mặn lại để mình để ăn cơm. Mình cho một chút xíu nước tương mặn. Một chút bột ngọt nha mọi người. Cái này là mình làm để mình có ăn cơm với món mặn nè. Thì tại vì nó nhiều lắm cho nên mình chỉ làm một ít và một chút xíu đường. Mình ăn đường ít thôi thì mình chỉ xào một ít xíu đường. Để cho nó khô lại. Rồi, bây giờ là đến cái món mình sẽ làm cơm nha. Đây là đậu hũ mình sốt với cà chua. Và một ít cà rốt, hũ đỏ, đậu. Và đây là cơm. Thì mình sẽ lấy một ít cơm để mình tráng mỏng. Sẽ làm cho cái muỗng nó ướt để mình tráng nó đừng có dính. Mình tráng một lớp mỏng nha các bạn. Thì thường thường bình thường cơm thì mình làm cơm cháy thì mình cũng nướng như vậy, nhưng mà hôm nay là mình sẽ làm món là cơm pizza. Tức là ở trên cái món cơm nướng này thì mình sẽ để thêm những cái món mà mình thích. Mình tùy thêm mình muốn thích để cái gì thôi. Thì ngày hôm nay mình sẽ cho một ít đậu hũ sốt cà chua. Cái món đậu hũ sốt với cà chua này thì mình cũng làm để ăn cơm trong bữa cơm hàng ngày. Nó thuận tiện thì mình sẽ làm cái món cơm pizza để sốt cà chua vô. Nó tiện lắm. Nó giúp cho khẩu vị của mình nó được tăng lên. Thì đây là cách mà mình làm, thì ông xã mình rất là thích cái món này. Ăn chay thì bếp chay của mình hay sáng tạo món này món nọ. Rồi bây giờ mình tới để đậu nha mọi người.
cửa rồi đi. Cái món đậu này của mình nó cũng rất là mình găm mặn được rồi nè. Mình cho lửa nhỏ bớt rồi. Rồi, tiếp theo là mình sẽ cho cà rốt. Đó. Thì nó chỉ là cỡ món cơm pizza như vậy thì mình sẽ nướng nó lên trên cái bếp của, với những tất cả những cái thức ăn như thế này. Và có thể nếu mình muốn trở về thì mình sẽ cho một lớp cơm lên. Đừng mình trở về lại cho đồ ăn nó đừng có rớt nha các bạn. Ngày hôm nay mình muốn làm đừng mình kẹp cơm lại với lại đồ ăn cho nó đừng có rớt đồ ăn ra nè. Mình chỉ làm thêm một ít mỏng nữa thôi. Để mình trở về lại. Thì mình sẽ ép cơm xuống. Mình sẽ ép xuống mình cho nó dẻ xuống. Nó dẻ vừa cơm và vừa đồ ăn của mình nó dính xuống. Như vậy mình có thể trở về lại và cơm nó rất là ngon. Bởi vì khi mà mình nướng pizza thì người ta chỉ làm một bề thôi. Nhưng mà tự nhiên mình muốn làm hai bề như thế này để cho nó kẹp đồ ăn lại chính giữa. Rất là ngon và nó vàng hai bên cơm. Như vậy thì nó rất là ngon. Rồi, như vậy là mình sẽ cho lên bếp nướng nha. Thì mình cũng chỉ cho lửa nhỏ thôi. Lửa của bếp ga mình hạ xuống lửa nhỏ. Như vậy thì mình bắt đầu nướng. Mình để khoảng 10 phút mình sẽ trở bề. Và 10 phút sau nữa là tất cả tổng cộng sẽ khoảng 20 phút tới 25 phút thì cơm nó sẽ đủ. Rồi xong. Cơm pizza đã hoàn thành. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Mình đã trở về lại đều rồi đó. Rồi, đây là món cơm pizza mình đã hoàn thành. Mọi người nhìn có hấp dẫn không các bạn? Rất là ngon. Thì mình có thể mình làm ăn sáng hoặc là mà nó là một bữa ăn chính trong gia đình mình cũng được. Mình ăn cùng với đồ ăn, mình ăn với đủ món.